lên top 2 khá là đẳng cấp. Ok, và hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và video này Khải sẽ soi đồ cho anh em xem một ạc đường môn tầm này đang hot tông kim. Trong trận tông kim vừa rồi thì ạc đường môn này lên được top 2, Khải top 4. Khải top 5, sát sao với mấy ông này một tí. Khúc cuối mấy ông này lên top, anh em ơi, đường môn chắc quá. Để Khải soi đồ ạc kèo đường môn như thế nào cho anh em xem nha. Đầu tiên chúng ta đánh vào vũ khí sát thương 33. Nếu mà cái vũ khí sát thương 33 này vào tống kim thì đường môn cánh lách thì đạt top 201 rồi nha anh em ơi. Đạt mát top 201 của đường môn rồi nha. Đường môn bao vũ nha anh em. Một cái chiền kháng tất cả 14 hồi thủy. Áo kháng tất cả, áo phục hồi 20 kháng băng 25, khá là đẹp. Nón làm 140. Đại lưng phòng thủ 13. Nhẫn thông phá 19. Sinh lực cao. Và tay làm 130. Nhẫn kháng hỏa dùng 1. Và ngọc bội nội lực cao và kháng độc 11 mà thôi. Mỗi giày kháng hỏa 12 và tóc 38. Sách đồ khá là bình thường, không gì được viết, chỉ có giá chiền là rất là ok. Một chiền này kháng cả 14 và thủy thì dao động phải hơn 1 triệu anh em ạ. Nón 540 thì cũng khá là rẻ, vài trăm xu đến một kim. Áo này khá là đẹp, áo này nếu mà mua thì theo Khải nghĩ áo này nó nằm phải dạng khoảng tầm 5 đến 10 kim. Kháng băng mát và phục hồi mát cho đường môn cực kỳ đẹp, nhưng mà rất tiếc không có sinh lực. Bờ tay làm 130. Đai phòng thủ 13, đai này thì không biết như thế nào mà chỉ có một dòng một thôi, nội lực 55. Nhẫn thông pháp rất là cao, sinh lực 122. Nhờ nhẫn sinh lực cao, kháng hỏa 15. Thằng này không có đừng không thời gian choáng luôn. Ngọc bội sinh nội lực cao và kháng độc. Được kích cái nhẫn. Đó, nói chung là như thế này thôi, sẽ đồ cũng khá là ok. Không có gì để nói chọi trừ cái kháng tất cả 14 hồi thủy này với cái áo này thôi. Đó, nói chung là sẽ đồ cũng khá là ok anh em. Cũng dạng tầm trung đủ đánh rồi. Đánh tống kim top 2 là gọi là quá là đẳng cấp rồi anh em. Đó, một con xích thố, xích đồ khá là ok. Chung là được coi làm 140 này, vào tay làm 130. Hiện tại đang có cho mình làm 170 và kèm nghe mây thì đạt móc làm 180 nha anh em. Đạt móc làm 180 nha anh em. Đó. Được cái đai phòng thủ. Kháng hỏa thì được 27 với lại 25 27 27 với lại cái này 14 là được 41 kháng hỏa, 41 kháng hỏa. Thông pháp 19. Nói cái này tính ra gần 4 điểm tại thị kinh rồi anh em, 4 cuốn tại thị kinh nè. Nhận khá là đẹp. Nhận này cũng khá là ok anh em. Rồi ok, nói chung là như vậy thôi anh em. Đường môn này vừa rồi thì được top 2 tống kim. Nên là Khải soi đồ cho anh em xem luôn. Thấy thì Khải soi đồ cho anh em xem luôn. Anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ cho anh đường môn này một like, chia sẻ và cũng như ủng hộ Khải nha anh em.